Xin chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý khi mà người dùng login vào trong cái hệ thống. Thì mình sẽ kiểm tra xem là cái username và cái password mà người dùng nhập vào nó có tồn tại trong database hay không. Đúng không ạ? Nếu mà nó tồn tại thì mình sẽ cho người dùng đi vào, còn nếu mà nó không tồn tại thì mình sẽ bắt người dùng login trở lại, được không? Đó, thì bây giờ mình phải xử lý như thế nào? Bây giờ mình sẽ đi vào code nhé. Thì ở đây mình đã tạo sẵn một cái project là login. Trong cái project đấy mình có sẵn một cái file là login.jp để chứa cái form login của mình. Đấy, chính là cái này này, đúng không ạ? Đó, có hai cái thẻ để, thứ nhất là để nhập username này, cái thứ hai để nhập password này, và một cái button tên login, đúng không? Đó, thì khi mà mình ấn vào cái button này, nó sẽ truyền hết cái username và cái password vào trong một cái servlet nào đấy. Thì ở đây mình sẽ cho nó truyền về một cái servlet là login control đi nhá, đúng không? Và bây giờ mình sẽ vào trong phần backend để mình xử lý tiếp. Đầu tiên mình sẽ lưu một cái bucket có tên là control. Trong cái bucket control này mình sẽ lưu một cái servlet nhá. Đó, đặt tên cho nó là login control, được không? Mình finish luôn này. Chạy đi, và tạo lại cho nó gọn. Ok. Đó, thì các bạn thấy là gì? Khi mà mình ấn vào cái nút login này, nó sẽ truyền hết dữ liệu vào trong cái servlet có tên là login control, đúng không? Chính là cái servlet này của mình. Và việc của mình ở trong servlet này thì mình sẽ lấy cái username và password người dùng truyền về. Đó, đầu tiên này, mình lấy username này, user nhá, đặt tên nó là user này, sẽ bằng request.get parameter. Get cái gì ạ? Get cái username, được không? Đó, thì câu lệnh request.get parameter chính là câu lệnh để lấy dữ liệu ở trên frontend về nhá. Tiếp đến là ta có path, đúng không? Cũng bằng request.get parameter tới cái password với username và password chính là cái name của cái ô input nhá, đúng không ạ? Các bạn nhớ nhá, cái name này là cái gì thì cái phần này các bạn phải điền như thế vào, đúng không ạ? Tốt nhất các bạn nên copy nhá. Đó, copy vào này. Đó, được không? Ok, và việc tiếp theo của mình là mình sẽ chuyển cái username và cái password này vào trong SQL server, đúng không? Đó, thì các bạn xem nó check kiểu gì nhá. Bây giờ mình phải hiểu cái logic của nó. Thì nó sẽ chuyển cái username và password vào trong đây để nó thực hiện câu lệnh query là select, đúng không nhỉ? Mình sẽ select này sao from the account where username này bằng cái gì đấy and password bằng cái gì đấy, đúng không? Với cái chỗ này và chỗ này chính là cái username và cái password mà mình lấy được khi mà người dùng nhập vào, đúng không? Ở đây mình ví dụ nhá, người dùng nhập vào là SDF này, mình chạy thử này. Đấy, thì các bạn thấy là ở cái bảng result này nó không trả về gì cả. Nguyên nhân là gì ạ? Cái username và cái password này nó không tồn tại trong database, đúng không? Đó, bây giờ mình thử một cái nó tồn tại nhá. Một ví dụ cái MRC này chẳng hạn. MRC có password là 123, đúng không? Đó. Thì khi mà người dùng nhập đúng cái username và cái password thì nó sẽ trả cho mình một cái giá trị, đúng không? Thì bây giờ nguyên tắc check của mình là gì? Khi mà mình nhập cái username password vào, nếu mà chạy câu lệnh như thế này, câu lệnh select này mà nó trả về cho mình giá trị, đúng không? Thì là ok, là login thành công. Còn nếu mà nó không trả về gì cả, tức là trường hợp mà nhập sai đấy, đúng không? Thì nó sẽ bắt nhập lại. Đó. Ok nhá. Rồi tiếp tục này. Bây giờ để nhận được kết quả trả về thì mình cần phải tạo một cái object để mình lưu, đúng không? Đấy. Đó, thì bây giờ này, bây giờ mình thiếu một cái là gì? Bây giờ mình thiếu một cái là cái file name object, đúng không? Để kết nối tới SQL server thì mình sẽ vào một chỗ đấy mình copy nhá. Cái bộ dịch cũ mình copy sang nhanh. Rồi ok, cái database của mình tên là cao, đúng không ạ?
xem lại này. Đó. Thì quay trở lại vấn đề nhá, là gì? Là bây giờ mình cần một cái object để lưu được cái dữ liệu mà khi mà mình load lên, đúng không? Mình sẽ tạo một cái bucket tên là entity này. Đó. Trong bucket entity này mình sẽ tạo cái object là cao, được không? Object này mình sẽ chuyển hai cái thông tin là private string username này, tiếp tục private string password, ok không ạ? Rồi tạo constructor nó nhá, rồi get set cho nó này. Ok đúng không ạ? Và bây giờ phần cuối của mình này, mình sẽ tạo một cái file DAO nhá. Trong file DAO này mình sẽ có một cái class là login DAO này, được không? Đó, thì cái class này nó sẽ làm nhiệm vụ là gì ạ? Viết câu lệnh query và ném câu lệnh query đấy vào trong SQL server nhá. Đó. Thì để kết nối được với SQL server thì ta cần ba cái biến là, đầu tiên là connection này. Con này đầu cho nó là null đi, import vào nhá. Thì cái biến connection này nó sẽ có nhiệm vụ là mở kết nối tới SQL server, được không? Tiếp đến là biến prepare statement này. Đó. PS bằng null này. Thì cái biến này nó sẽ có nhiệm vụ là ném câu lệnh SQL từ netbin sang SQL server nhá. Và biến cuối cùng là biến resource set này. Đặt tên nó RS nhá. Mình cũng cho nó là null, được không? Thì cái biến result này nó sẽ có nhiệm vụ là nhận kết quả trả về. Đó. Bây giờ mình sẽ viết một cái hàm. Thì hàm đấy nó có nhiệm vụ là ném cái gì ạ? Cái username và password mà người dùng nhập vào một câu lệnh query và sẽ ném tiếp câu lệnh query đấy vào trong SQL server, được không? Ở đây mình sẽ public một cái gì ạ? Một cái account nhá. Vì cái hàm này nó sẽ trả về một cái account, đúng không ạ? Thì nếu mà nó có thì nó sẽ trả về, còn nếu mà nó không thì nó trả về null. Account mình đặt tên nó là check login nhá. Đó, ở đây nó báo lỗi vì mình chưa return về gì cả, mình sẽ return về null đi. Đó. Ok, đây mình sẽ try catch cho nó này. Đầu tiên mình sẽ viết câu lệnh query này. Đó, thì câu lệnh query này chính là câu lệnh này, được không? Đó, thì ở đây nó không phải là MRC, không phải 123, mà cái này chính là cái người dùng nhập vào, đúng không? Thì đây mình sẽ khai báo thêm hai cái biến nhá. Chính user này. Chính path, được không? Đó. Rồi ok. Tiếp đến là ta phải mở kết nối này. Con này bằng new db context chấm get connection để mở kết nối tới SQL server này. Cái thứ hai là gì ạ? PS này bằng con chấm prepare statement và nó sẽ truyền cái câu lệnh gì ạ? Câu lệnh query vào, đúng không? Vào trong gì ạ? SQL server nhá. Cái chỗ câu lệnh này nó sẽ có nhiệm vụ là ném cái query của mình vào trong SQL server. Và cái cuối cùng là RS này bằng PS chấm execute query để nhận kết quả trả về, được không? Đó. Thì ở đây các bạn lưu ý là gì? Ở chỗ này mình sẽ thay cái này bằng dấu chấm hỏi nhé. Và mình sẽ đẩy cái user và cái path vào trong hai cái dấu chấm hỏi này bằng câu lệnh là gì ạ? ps.set string. Ở đây mình sẽ chuyển là 1, còn đây mình sẽ chuyển là user. Ở đây mình chuyển là 2, còn mình sẽ chuyển là path. Thì nó có nghĩa rằng là mình sẽ chuyển cái user này vào cái dấu chấm hỏi đầu tiên và chuyển cái path vào dấu chấm hỏi thứ hai, đúng không ạ? Mình tiếp tục nhá. While rs.next này để lấy dữ liệu của từng cái dòng, được không? Đó. Ở đây sẽ là gì ạ? Account A này sẽ bằng new account này. Đó. Đây là gì ạ? rs.
get string này, get string ở cột thứ nhất, còn đây là rs chấm get string ở cột thứ hai, được không? Đó, cái chỗ 1, 2 này chính là cái thứ tự của nó nhá. Đây là cột 1, cột 2 này. Đó, thì nếu mà cái bảng rs của mình nó có kết quả thì ở đây nó sẽ có dữ liệu, được không? Thì cái a của mình nó sẽ không bị null. Nhưng mà trường hợp ấy, nếu mà nó chạy này, em ví dụ mình điền cái khác vào đi, EQ này, nó không có gì đúng không, thì nó sẽ bị null. Đấy, dựa vào đấy để mình check xem là người dùng nhập đúng hay là nhập sai. Đó, sau khi xong xuôi này thì mình sẽ return về a đúng không. Đấy, thì là một là cái a này có giá trị, hai là a này nó sẽ bị null, tùy vào cái user và cái path người dùng nhập vào. Đó, mình xếp lại này. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái file select đúng không, và mình sẽ truyền cái user và cái path này vào trong cái hàm này, được không? Đó, thì bây giờ mình sẽ gọi tới cái gì nhỉ, login DAO này, post vào này, đặt tên nó là gì, login DAO này bằng new login DAO đúng không. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái account này, a này sẽ bằng gì ạ, login DAO, gọi tới cái hàm check login đúng không, và các bạn sẽ truyền cái user và cái path vào trong cái hàm đấy đúng không ạ. Đây mình cũng import account vào nhá. Đó, thì bạn xem cái quá trình nó chạy như thế nào nhá. Ở đây nó sẽ lấy cái user và cái path người dùng nhập vào đúng không, và nó sẽ truyền cái user và cái path vào trong cái hàm này, vào hàm check login này. Đó, thì nó sẽ truyền cái user và cái path vào trong đó, vào chấm hỏi này đúng không, thông qua câu lệnh gì, thông qua câu lệnh là set string, được không? Đó, set string nhá, và nó sẽ chạy đúng không, eq query này là eq query đúng không, và trả về kết quả ở cái bảng result, chính là cái bảng này. Đó, thì nó có hai trường hợp là gì ạ, nếu mà nó có thì nó return về được một object, còn nếu mà nó không có thì nó sẽ return về null. Đó, thì ở đây các bạn mình sẽ check như thế nào, đúng không? Bây giờ mình if này, nếu mà cái a của mình ấy nó bằng null đúng không, nó bằng null thì sao ạ, thì mình đẩy ngược lại cái trang login.jp để người dùng login lại đúng không, bằng câu lệnh là response này chấm send direct này, tới trang nào ạ, tới trang là login.jp này, không, còn nếu mà người dùng nhập đúng thì mình sẽ đẩy tới một trang nào đấy, em ví dụ nhá, mình ví dụ mình tạo thêm một trang jp là success chẳng hạn, có nghĩa là login thành công ấy, rồi mình finish này. Ở đây mình đơn giản là mình chỉ hiện cái thông báo là gì ạ, bạn đã login thành công được không? Đấy, ghê nhỉ? Đấy, login success fully nhá. Đó, thì đây là gì ạ? L tức là gì ạ? L tức là cái A của mình nó có giá trị đúng không? Thì mình sẽ đẩy về trang copy rồi nhá. Đẩy về trang gì ạ? Sit đúng nhá. Rồi mình xếp lại này. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy thử nhá. Đấy, thì ở đây hình như có vẻ như cái bánh kia của mình nó thiếu gì ạ? Thiếu cái gì DC. Vì khi mà kết nối tới SQL server mình cần phải có JDBC đúng không? Đầu tiên mình nhập sai đi, được không nhỉ? Đó thì bạn thấy gì? Nó đẩy ngược lại đúng không? Đây mình nhập một cái đúng đi, ví dụ MRC và path là 123 này, mình login này. Đó thì nó đẩy tới cái trang login success. Đúng không ạ? Mình thử thêm một cái nữa nhá. Mình ví dụ như là cái MRB có mật khẩu là 12345 đi.
chọn thành công đúng không? Còn nếu mà mình thêm một cái số 6 nữa chẳng hạn thì là bắt login lại. Đó. Ok, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.